Tập 29. Mở cửa ra nhanh lên, mở cửa. Mở cửa đi. Họ Lý kia, mau mau ra đi mở cửa. Hôm nay đại gia tới đây để đòi hết nợ, thiếu nợ trả tiền là chuyện bình thường. Mở cửa đi. Dạ, dạ. Mẹ ơi, sao ở ngoài ồn vậy? Nhất định là tới đây đòi nợ. Mau, chúng ta mau trốn đi. Nha. Bên đây. Qua kia tiệm đi. Dạ, 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 dạ. Đi bên này. Dạ, dạ, dạ. Bỏ lên. Tiểu thư, bây giờ chúng ta chỉ có thể trốn xuống dưới giếng đó. Để mẹ xuống dưới coi thử đã. Tiểu tử, đừng khóc nữa. Người lớn trong nhà đã trốn đâu hết rồi? Đừng khóc nữa, đang hỏi người đó. Nói. Ê trời, ngươi dám, còn dám đá ta hả? Đi thôi, đi, 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 đi thôi. Đi gì vậy? Hả? Hả? Kỳ lạ, thằng nhóc đâu rồi? Không biết, không biết hả? Không biết, không biết nữa. Mẹ ơi, đám này sao đang còn ở đây? Chúng ta làm sao? Nếu như bọn họ không đi, vậy chúng ta sẽ giả mà hù bọn họ bỏ chạy có được không? Ê, cái gì vậy? Hèn chi Liên tỏa là sợ ánh sáng, ngày ngủ đêm ra đường. Ây, đúng là một ma nữ chết thê thảm và oan uổng mà. Khương lão đầu, vậy sau khi cụ chết, tại sao hồn phách vẫn còn dương vấn nhân gian không chịu tan vậy? Có thể cổ lưu luyến con cái quán khí quá nặng, hồn phách của cổ không muốn rời xa con trai, rời xa nhân gian, sau này đã từ từ biến thành một cô hồn giả quỷ. Liên tỏa, cổ, hình như cổ vẫn chưa biết chuyện phu quân cổ viết thư từ hôn. Chuyện này thì tại sao nữa? Có lẽ giây phút cổ chết quá đột ngột đi, trong lòng cổ vẫn chưa đồng ý chấp nhận sự thật phu quân bỏ mình. Sau này cổ đã từ từ quên mất chuyện này đi. Không được, tôi không thể đem chân tướng nói cho Tiểu Thông và Liên Tỏa biết, tránh để cho họ phải đau lòng. Ê, ngươi là người, cổ là ma, người ma khác biệt. Tốt nhất ngươi đừng lo cho cổ, mất công dẫn đến tai họa sát thân. Bất luận cổ là người hay là ma, tôi tuyệt đối không từ bỏ cổ. Ngươi muốn tìm cái chết ta cũng lo không được. Cư lão đầu, ông võ công cao cường, pháp lực cao thâm, dù quý còn có một việc muốn nhờ ông giúp đỡ cho. Ta đã giúp cho ngươi một lần rồi, không có lần thứ hai. Cư lão đầu, trong nhà tôi còn có một con nhện tinh, sợ sẽ gây họa nhân gian, muốn mời ông ra mặt thu phục đó có được không? Ngươi đừng đề cao ta, xin ta cũng vô ích, ta không giúp cho ngươi lần thứ hai đâu. Tên tiểu tử thúi Dương Du Quý đúng là khó đối phó. Thật không ngờ bây giờ cái Liên Tỏa cũng nghe lời hắn, cả khế đất cũng giao cho hắn. Bây giờ phải làm sao đi? Ê, đừng làm phiền đại gia. Không nhìn thấy đại gia đang uống rượu hả?
ngươi là đại gia, còn ta là ai đây hả? Dạ đại gia, tha mạng đi. Tiền mà tôi thiếu ông á, tôi nhất định sẽ trả mà. Chỉ là bây giờ khế ước chưa tới tay thôi. Chuyện này tôi cũng hết cách rồi. Bản thân ngươi không có thủ đoạn, trách được ai đây? Đại gia, không phải vậy đâu đại gia. Thật ra phu nhân tôi đã hứa với tôi rồi. Thật không ngờ cái tên tiểu tử thúi Dương Du Quý, hắn cứ luôn ở đó gây rối. Ông cho tôi thêm chút thời gian đi, tôi nhất định có thể làm được mà. Còn cho ngươi, với cái đầu ngu ngốc thì nghĩ ra được chủ ý hay gì đây? Đại gia tội nghiệp ngươi đã nghĩ ra dùng cho ngươi một khổ nhục kế đó. Đừng mà. Đại quý, huynh sao vậy? Là dạ ba, hắn đã tìm ra được huynh. Hắn đòi tiền huynh, huynh không có. Vậy là hắn chém đứt ngón tay của huynh. Trước cuộc huynh thiếu dạ bá bao nhiêu tiền hả? Tôi vốn dĩ chỉ nợ hắn 50 lượng, nhưng ai ngờ hắn nói phải cộng thêm tiền lãi của mấy năm nay. Bây giờ hắn đòi 200 lượng. 200 lượng? Hắn vậy rõ ràng là lừa gạt rồi. Du ý, vì số ngân lượng đó dạ bá đã chặt đứt ngón tay của huynh ấy rồi. Sớm muộn cũng có một ngày lấy mạng của huynh ấy thôi. Chúng ta phải tính sao đây? Liên Tỏa, huynh không muốn chết. Huynh còn hy vọng được cùng muội sống cùng cuộc sống sau này. Du ý, hay là như vậy, chúng ta hãy đem khế ước ra rồi đem bán căn nhà này đi. Nhưng Dương huynh đệ, lần này tôi thật sự cầu xin huynh mà. Không phải tôi không chịu cứu huynh, vấn đề là Liên Tỏa. Nếu như đem bán căn nhà này đi, vậy sau này hai mẹ con cậu tính sao đây? Nhưng mà cũng không thể lo nhiều như vậy. Chỉ cần trả hết số nợ, vậy tôi có thể giữ được tính mạng. Chỉ cần có thể giữ được cái mạng, tôi có thể kiếm tiền mua lại được mà. Liên Tỏa, Du ý, tại sao vậy? Liên Tỏa đã làm sai chuyện gì mà huynh lại muốn thôi muội chứ? Mình không tin, mình không tin. Không được, tôi không thể đem khí ước giao cho huynh. Bằng không tôi và Liên Tỏa sẽ không còn gì hết. Huynh coi, bây giờ tôi cũng đã nông nổi này rồi. Không lẽ huynh thật sự thấy chết không cứu sao? Không phải tôi thấy chết mà không cứu, là tôi không thể cứu huynh. Huynh không cảm thấy làm như vậy là không có tình người sao? Không phải tôi không có tình người, là tình người không thể coi như cơm ăn. Dương Du Quý, huynh ở trong Lý gia của tôi, ăn cũng là của Lý gia tôi. Hơn nữa khế nhà vốn dĩ cũng là của Lý gia chúng tôi. Huynh dựa vào đâu chiếm căn nhà này không chịu nhường chứ? Chuyện này thật là tức cười. Huynh nghe cho rõ đi, căn nhà này là tôi đã dùng vàng thật bạc thật để mua về. Bất luận căn nhà này trước đó của ai thì tôi cũng có quyền ở lại đây. Ngược lại là huynh, bao nhiêu năm qua không có về đây, bây giờ đột nhiên lại quay về, hư tình giả ý đối với Liên Tỏa. Thực chất mục đích của huynh là muốn gạt lấy khế ước thôi. Nhưng huynh sao huynh lại nói như vậy? Liên Tỏa và tôi là phu thê mà, ở giữa phu thê chúng tôi làm gì có gạt hay là không gạt chứ? Đây đều là cam tâm tình nguyện mà, có phải không? Thôi tôi hiểu rồi, tôi biết tại sao huynh không cứu tôi rồi. Huynh chỉ muốn tôi chết. Nếu như tôi chết đi, không phải huynh sẽ được cùng Liên Tỏa tới với nhau sao? Huynh nói cái gì vậy? Ngày nào huynh cũng liếc mắt đưa tình với thê tử của tôi, huynh tưởng tôi không nhìn thấy sao? Còn nữa, Liên Tỏa, không phải là muội nói với huynh, muội vẫn luôn giữ thân như ngọc, khắc thủ phụ đạo, đợi huynh trở về sao? Huynh hỏi muội, muội và tiểu tử thúi này tới với nhau bao lâu rồi? Lý đại quý,
Muội vẫn luôn ở lại nhà này để đợi huynh. Huynh nói như vậy, huynh không cảm thấy quá đáng lắm hay sao? Muội dám làm thì huynh dám nói thôi. Lý đại quý, huynh đừng có ngậm máu phun người. Giữa tôi và Liên Tỏa rất là trong sạch. Tôi nói cho huynh biết, tốt nhất huynh đừng có lấy già tiểu như của huynh để mà đo lòng quân tử. Nếu huynh muốn sỉ nhục tôi cũng không sao hết. Tôi không cho huynh sỉ nhục cô ấy. Đau lòng chứ gì? Hả? Còn nói là hai người không có gì, không có gì khẩn trương như vậy hả? Nhu Quy, chúng ta đi thôi. Đừng nói với huynh ấy nữa. Hôm nay không giao khế ước ra thì không ai được đi. Bây giờ trong lòng của huynh chỉ có khế ước thôi chứ gì, không còn thứ khác gì nữa đúng không? Coi đi, nếu như huynh không có khế ước, đồng nghĩa với việc không còn mạng nữa, nên có gì quan trọng hơn chuyện này chứ? Được, muội từ sáng tới tối cứ nói là muốn đi chứ gì. Được thôi, vậy muội đi theo hắn đi. Nhưng mà Tiểu Thông thì phải ở lại. Muội tuyệt đối không để lại Tiểu Thông cho huynh. Tiểu Thông là con của tôi, tại sao phải theo đôi cẩu nam nữ các người chứ? Lý đại quý, tôi thấy bây giờ huynh đang bị thương, nên không tính toán với huynh, huynh yên miệng chó của huynh lại đi. Nhà này không có chỗ cho người lên tiếng. Huynh đúng là ngậm máu phun người, muội không muốn nhìn thấy huynh nữa. Được, cái đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ rồi. Cô vốn dĩ không muốn nhìn thấy tôi, tôi ở đây thì làm sao hai người có thể ở bên nhau được chứ? Được, nếu huynh cả một chút tình nghĩa phu thê cũng không màng, vậy thì huynh cứ thôi muội đi. Cô tưởng là tôi không dám hả? Liên Tỏa, Dương Du Quý, hôm nay ta sẽ làm một giao dịch với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu đem giao khế ước ra, ta cam tâm tình nguyện nhường Liên Tỏa lại cho ngươi. Bây giờ tôi nói rõ cho huynh biết, tôi tuyệt đối không bao giờ giao khế ước cho huynh. Chuyện mà bản thân huynh làm, huynh tự gánh lấy đi. Dương Du Quý, cái tên Dương Du Quý đáng chết này, sẽ có một ngày ta bắt người chết không được yên. Hay cho Dương Du Quý, đúng là to gan, dám động thổ ở trên đầu Thái Tuế, ta thấy hắn cũng chán sống rồi. A Tài, ngươi đã biết phải làm gì chưa? Dạ biết. Bây giờ chúng ta sẽ đi dạy dỗ tình Dương Du Quý, để hắn biết được đắc tội lão đại của chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Đánh đi, đánh đi, chết, 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 tiểu tử thúi. Được rồi, tiểu tử thúi, lần này cho ngươi một bài học nhớ đời. Còn không giao khế ước ra, lần sau sẽ không đơn giản vậy đâu. Đây, tiểu tử thúi, nhớ đó, nhớ đó. Các ngươi tưởng là động thủ với tôi, tôi sẽ khuất phục sao? Nằm mơ. Ê, không phải là Phổ Độ đại sư sao? Đã lâu không gặp. Hân hạnh, hân hạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Bần tăng thấy mặt của thí chủ có hắc khí, dám hỏi gần đây thí chủ gặp phải chuyện gì có đúng không? Hey, đại sư à, ông đúng là cao minh đó. Dạo gần đây tôi thật sự rất xui xẻo. Trước là chủ nợ đòi tiền, sau đó còn bị hắn chặt đứt ngón tay luôn. Nè, có phải bởi vì nguyên nhân này mà tổn thương nguyên khí của tôi không? Không phải nguyên khí mà là dương khí. Nam nhân vốn dĩ phải có thân thể dương can, nhưng mà dương khí của thí chủ lại bị suy nhược vô cùng. Dám hỏi thí chủ gần đây có tiếp xúc với người lạ nào không? Người lạ? Gần đây tôi đúng là có cúng một cô gái, nhưng chắc không phải là cổ đâu. Điều yêu nghiệt giỏi nhất chính là giả trạng. Thường hay giả trạng thành những cô gái xinh đẹp, mê hoặc người đời, hút hết dương khí. Hễ, điều đại sư nói nghĩ lại cũng thấy rất kỳ lạ. Không lẽ cổ thật sự là yêu tinh? Không sai. Còn nhớ trước đó lúc chúng ta gặp mặt, lúc đó tôi đang truy sát một ả yêu nghiệt, nhưng ả yêu nghiệt đó chỉ trong nháy mắt lại mất hết tung tích. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được yêu khí của ả đang chỉ ở gần đây thôi. Cứu thế giới! Cứu thế giới! Cô nương, bây giờ đã đỡ hơn nhiều chưa?
Bây giờ coi lại thời gian đó, đích thực là sau khi chia tay với đại sư xong mới gặp được cô gái đó. Hả? Đại sư, ông phải cứu tôi. Bây giờ tôi phải làm sao đi? Thí chủ bao chuẩn bằng tăng đến già để coi thử. Được, xin mời đại sư. Tên giả bá này sao lại có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Người thiếu tiền đâu phải là huynh. Con người của hắn chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trước là chặt tay, sau là dây đánh. Tôi thấy sợ là tiếp theo nữa chính là giết người. Hay thôi thì chúng ta đem cái ước giao ra đi. Dựa vào đâu? Dựa vào hắn là bà con có quyền lệnh sao? Thì có thể giết người phóng quả, không ác cũng không làm. Dương quý, huynh nhất định phải nghe tôi khuyên, đừng bao giờ thiêu thân xông vào lửa. Nhưng Dương quý này, không hổ với trời không thẹn với đất, tôi không có gì để sợ hết. Nếu như giả bá hắn mà dám giết thì hắn cứ nhắm vào tôi là được rồi. Tóm lại tôi sẽ không hai tay dâng ra khế ước đâu. Không thôi, không thôi chúng ta cùng nhau rời khỏi đi. Cô đồng ý rời khỏi thật sao? Nếu Lý đại quý đã không nghĩ đến ân tình của tôi, muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi gì quên đấy ở lại đây cũng không còn chút ý nghĩa nào hết. Hơn nữa căn nhà này có quá nhiều ký ức không tốt đẹp, tôi một khắc cũng không muốn ở lại nữa. Cô bằng lòng, tôi đương nhiên sẽ dẫn cô rời khỏi. Chỉ là chúng ta làm như vậy quá có lợi cho giả bá và Lý đại quý, hai tên đại gian đó. Tôi thực sự cảm thấy không cam tâm. Dương úy, chỉ cần hai chúng ta được ở bên nhau thì cần gì để ý tới người khác. Được rồi, vậy chúng ta tối nay sẽ rời khỏi đây. Được, tôi sẽ lập tức đi thu dọn đồ đạc. Quynh ở đây đợi tôi. Dư quý. Cô. Tôi biết là huynh đã bị thương, nên qua đây coi thử ra sao. Là ta, tôi không sao. Cũng không còn sớm nữa, cô có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Nếu bây giờ tôi về nghỉ ngơi thì e rằng sau này cũng không gặp được huynh nữa rồi. Cô nói vậy là có ý gì đây? Tôi có ý gì hả? Những lời lúc nãy huynh nói với Liên Tỏa tôi đã nghe hết rồi. Tôi không hiểu lắm. Quỳnh chắc chắn đang biết tôi đang nói gì, đừng giả bộ nha. Cô tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Quỳnh cơ Quỳnh cũng ngốc lắm. Tôi trẻ tuổi xinh đẹp, có chỗ nào không bằng với Liên Tỏa chứ. Cái gì mà đẹp với không đẹp? Tình cảm của người Trần cô thực sự không có hiểu đâu. Lời của Quỳnh là có ý gì? Đâu có gì. Không có. Quỳnh đã biết được thân phận của tôi có đúng không? Không có biết. Không biết. Vậy Quỳnh cần gì đi lui lại? Quỳnh sợ tôi tới vậy sao? Tôi không có sợ. Cô đừng có qua đây. Không thì tôi. Không thì sao? Ta sẽ lấy tơ nhện quấn lấy ngươi đó. Ê, nhìn vệ tinh kìa. Cô muốn làm gì đây? Là cũng vô ích. Ngươi tự bản thân có thể chạy được hay sao? Ta hỏi ngươi, nhện thả tơ bắt lấy ngươi, ngươi nó còn muốn làm gì? Cô ta nhớ. Làm gì vậy? Chỗ này không có chuyện của người, biết điều lập tức rời khỏi đi. Rốt cuộc cô là ai? Không biết lượng sức, đúng là chết không đáng tiếc. Mau thả tôi ra. Dương Uy, Dương Uy, Dương Uy. Hả?
Thì ra ngươi là ma nữ à? Tôi là người, không phải là ma. Ngươi cũng thật ngu ngốc, cả bản thân mình là ma cũng không biết. Không thể nào, tôi là người, không phải ma. Ngươi không tin bản thân là ma chứ gì? Vậy để ta chứng minh cho ngươi thấy. Ngươi hãy tự coi đi. Nếu như ngươi không phải là ma thì sao có thể nâng đồ vật bay lên như vậy hả? Tại sao tôi lại là ma được? Tôi biến thành ma từ khi nào hả? Liên tỏa. Duy, Quỳnh hãy mau đi đi. Muội không xứng với Quỳnh. Quỳnh đi đi. Quỳnh yêu muội, Quỳnh tuyệt đối không rời xa muội đâu. Muội chỉ là một con ma nữ. Quỳnh ở bên cạnh muội, muội chỉ làm hại Quỳnh thôi. Không, Quỳnh tuyệt đối sẽ không đi. Muội cũng đừng khuyên Quỳnh nữa. Thật ra Quỳnh biết muội là ma từ lâu rồi. Quỳnh đã biết muội là ma, còn đồng ý ở lại bên cạnh của muội. Bất luận muội là người hay là ma, Quỳnh cũng quyết ở bên cạnh muội. Được rồi, muội đừng nói gì nữa. Muội đã bị thương, về phòng trước đi. Đợi khi vết thương của muội lành lại, chúng ta sẽ tính tiếp. Đại sư, chính là cổ. Cổ chính là yêu tinh. Yêu nghiệt to gan, thì ra đúng là trốn ở đây. Hôm nay ta nhất định phải thu phục ngươi. Quả thượng thúi, ta đã cố tình tránh ngươi rồi, tại sao ngươi nhất định phải đuổi cùng giết tận chứ? Ngươi vì tu luyện yêu pháp chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, không tiếc làm hại nhân bạn, làm hại thế nhân. Bần tăng đương nhiên phải ngăn cản. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Xem ra Liên Tỏa đã gặp nguy hiểm rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rốt cuộc cũng đã thu phục được yêu nghiệt ngươi và bát vàng của ta. Từ đây về sau, ngươi không thể làm hại nhân gian nữa. Thật sự đã tạ ơn cứu mạng của đại sư. Ngươi xuất gia từ bi, làm phổ độ chúng sinh. Thu phục yêu nghiệt là chuyện bần tăng nên làm. Thí chủ không cần khách sáo. Đại sư, đúng là công đức vô lượng. Liên Tỏa, Liên Tỏa, Liên Tỏa, phổ độ đã tới rồi. Để ông ấy phát hiện muội thì nhất định sẽ thu phục muội. Mau đi theo huynh. Dù ấy, cứ mặc kệ muội đi. Huynh dẫn tiểu thông đi đi. Sao huynh có thể bỏ muội không lo được chứ? Muội là ma, huynh là người, chúng ta không thể nào ở bên nhau đâu. Bây giờ tình hình nguy cấp, có chuyện gì đợi rời khỏi đây rồi hãy nói. Mẹ ơi, giúp ta mà.
đi thôi. Dám hỏi thí chủ, trong nhà ngoại trừ ả yêu nghiệt này có còn yêu ma quỷ quái nào khác hay không? Tôi chỉ biết có con này thôi. Không đúng, nơi này yêu khí vẫn còn rất nặng, nhất định là có vấn đề. Thí chủ không ngại cho bần tăng vào trong coi chứ? Không ngại, mời đại sư, mời đại sư. Đại sư à, bây giờ nơi này còn gì không? Bây giờ không có sao. Đà tạ đại sư, mời bên này. Mau lên, Điện Tọa, sắp tới rồi. Muội không được nữa rồi, huynh cứ mặc kệ muội, dẫn tiểu thông đi đi. Sao huynh có thể bỏ mặc muội không lo được chứ? Muội thật sự không nổi nữa rồi. Vậy thì chúng ta tới đằng trước nghỉ một chút đi, nào. Phải tìm một chỗ dừng chân mới được. Tới nghĩa trang. Cổ sao rồi? Ây à. Trước cuộc là cổ sao rồi? Ây. Khương lão đầu, Liên Tỏa, cậu rốt cuộc như thế nào? Cậu là ma, vốn dĩ không nên ra ngoài vào buổi sáng, bị ánh nắng chiếu lâu dài sẽ bị tan thành mây khói đó. Nhưng mà cậu đã mặc áo khoác rồi, không thể nào như vậy được. Tại sao cơ thể của cậu lại nóng vậy chứ? Ngươi tưởng rằng áo khoác là thần y không sợ ánh nắng nữa sao? Cậu đã bị ánh nắng mặt trời chiếu vào quá lâu, cộng thêm bản thân cậu đang mang trọng thương, bây giờ là nặng càng thêm nặng, hết cách cứu rồi. Chẳng lẽ không còn cách nào cứu hay sao? Nếu như trước bình minh của ngày mai mà cơn sốt của cổ còn không hết thì sẽ hồn bay phách tán. Khương lão đầu, tôi cầu xin ông, ông hãy cứu Liên Tỏa đi. Ta là người, cổ là ma, tại sao ta phải cứu cổ? Tuy rằng cô ấy là ma, nhưng mà tâm địa của cổ rất hiền lành. Từ trước tới giờ cổ vì con của mình nên không chịu rời khỏi, xem như để mặc cô nhi quả phụ mẹ con họ. Cầu xin ông đó. Không được, ta nói không được, đừng cầu xin ta nữa. Mẹ ơi, Liên Tỏa, mùi thấy thế nào rồi? Nóng quá, nóng quá. Phải tính sao đây? Khương lão đầu nói phải làm cho mùi hết sốt trước bình minh mới được. Tính sao bây giờ, Liên Tỏa? Nghĩa trang nơi này vốn dĩ là âm hàn, có lẽ sẽ lợi dụng được âm khí của nơi này cứu Liên Tỏa. Không thể đợi xa huynh.
Dù Quý. Dù Quý, mẹ ơi, đệ thế sao rồi? Đệ có sao không? À, đệ không sao. Đệ tẩu đã có lòng. Tiểu tử này đúng là một kẻ si tình mà. Không ngờ để hắn nghĩ ra được cách giúp Liên Tỏa hạ sốt. Ý của đại hiệp tức là tối qua Liên Tỏa cứ sốt cao không dứt, không ngờ tiểu tử này đã cởi hết quần áo nằm ở dưới đất, dùng cơ thể của chính mình hút lấy hàn khí từ dưới đất rồi truyền qua người của Liên Tỏa giúp cổ hạ nhiệt, cứ lặp lại nhiều lần, cho dù có là người thép thì cũng không thể chịu nổi. Dù ơi, Dù Quý, đệ đó, nè nè nè, Khương lão đầu, tôi đã giúp cho Liên Tỏa hạ sốt rồi, tiếp theo tôi phải làm gì nữa đây? Thấy ngươi si tình như vậy, ta sẽ nhắc nhở ngươi một lần nữa, nhưng mà nói trước nghe, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Đương nhiên, điều đó đương nhiên rồi. Muốn tạm thời giữ được tính mạng của Liên Tỏa thì buộc phải đem Liên Tỏa để ở một nơi có âm khí nặng nhất. Dù huynh cần gì phải làm như vậy chứ? Muội đừng nói nữa, hãy giữ lại chút hơi sức cho mình. Huynh muốn muội phải sống tiếp. Nhưng đáng tiếc là hai chúng ta người ma cách biệt, e là chúng ta sẽ mãi mãi cách biệt âm dương. Huynh mặc kệ người ma khác biệt gì đó, huynh muốn muội sống thật tốt, không được hồn bay phách tán. Huynh muốn mãi mãi được ở bên cạnh muội, mãi mãi không chia lìa. Nếu như muội không chịu tiếp tục sống thật tốt thì huynh cũng không muốn sống trên đời này nữa. Nè nè, ăn món này đi. Ê chà, hai người đang ăn cái gì mà thơm quá vậy? Ê, hả Khương đại hiệp, ông chưa ăn cơm phải không? Ngồi xuống ăn chung đi ha. Ờ, được 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 được. Nè. Miếng thịt này là của con. Ông là người lớn, phải nhường cho con nít ăn mới đúng. Bây giờ con đang tuổi lớn mà. Thằng nhóc như con đúng là vô phép mà. Con không biết kính lão hay sao? Con đã ăn hết một cái đùi gà rồi, nếu như còn ăn nữa hả, sẽ mập như là con heo vậy đó. Miếng này cho ta ăn đi. Tiểu Thông, Khương đại hiệp đã giúp chăm sóc mẹ con, hay là con đem cái đùi này cho đại hiệp ăn đi, chịu không? Ờ đúng đó đúng đó. Hay là nể mặt ta đã chăm sóc cho mẹ của con, đùi gà này con hãy nhường cho ta ăn đi. Vậy được rồi, nể mặt ông chăm sóc cho mẹ con, đùi gà này ông ăn đi. Được được được. À chà, này. Ăn cái này đi. Đúng là đứa bé ngoan. Từ từ thôi. Thức ăn ngon vậy chỉ thiếu có rượu thôi nè. Ăn thêm đi, ăn thêm đi. Dù Quý à, đang làm gì mà thơm quá vậy hả? Gà gỏi lá sen. Nè nè nè. Nè nè, cái này làm cho Tiểu Thông ăn, ông không được đụng tới. Vậy thì cho nữa con đi ha. Không được. Thôi cho cái đùi gà đi. Được, nếu ông muốn ăn đùi gà vậy phải hứa cho tôi một điều kiện cái đã. Người muốn ta cứu Liên Tỏa hả? Đúng vậy. Muốn dùng đùi gà để dụ dỗ ta, ta sẽ không mắc mưu đâu. Đùi gà ngon tới như vậy mà ông cũng không ăn. Vậy thì tôi hiểu rồi, nhất định là ông công lực không đủ thâm hậu, cho nên ông cứu không được Liên Tỏa. Không đủ công lực? Ai nói ta không đủ công lực hả? Vậy được thôi, nếu như ông cứu được Liên Tỏa, vậy thì nguyên con gà này đây đều là của ông hết.
Ông ăn cũng đã ăn rồi, cũng đừng nuốt lời đó. Bây giờ chúng ta phải làm sao mới không để cho Liên Tỏa bị hồn bay phách tán? Người thuộc dương bắt buộc lấy dương bổ dương, Liên Tỏa là ma thuộc âm, bắt buộc lấy âm để trị âm. Vậy làm sao mới lấy âm trị âm được? Các người tới nghĩa trang để tìm ta, coi như Liên Tỏa cũng có may mắn. Bởi vì nghĩa trang có đủ âm khí, nếu thu thập được đủ âm khí thì có lẽ vết thương của Liên Tỏa sẽ được cứu. Được đó, vậy chúng ta lập tức đi thu thập âm khí đi. Trời, ngươi gấp gáp cái gì? Ta còn chưa nói xong mà. Là tôi không đúng, là tôi không đúng. Đâu nào, mau nói đi. Vì vết thương của Liên Tỏa nghiêm trọng, bây giờ để cổ nằm trong quan tài, tạm thời có thể giữ được hồn phách, nhưng mà hễ tới lúc làm phép, nếu như không thể thu thập đủ hết âm khí, cổ lập tức sẽ bị hồn bay phách tán. Hả? Vậy vậy phải tính sao đây? Chỉ còn một cách thôi, âm dương vốn thuộc hai cực, đúng lúc tiểu tử dương du quý ngươi là thân cực dương, chỉ cần lấy cực dương chi khí của ngươi để đổi lấy cực âm chi khí, có thể tập hợp đủ âm khí để chữa vết thương của Liên Tỏa. Có điều á, làm vậy sẽ khiến tiểu tử ngươi giảm thọ, ngươi có bằng lòng không? Chỉ cần cứu được cô ấy, chuyện gì tôi cũng bằng lòng. Du quý, để thật sự muốn lấy thân mạo hiểm lấy dương thọ của mình để cứu Liên Tỏa sao? Để đã quyết định rồi, để tuyệt đối không thể quanh tay đứng nhìn cô ấy hồn bay phách tán, để bắt buộc phải cứu cô ấy. Cho dù chữa được vết thương của cổ, nhưng hai đứa nó sao cũng là âm dương cách biệt, không thể nào ở bên nhau được. Nếu đã yêu nhau phải ở bên nhau đến già, nếu như lỡ mất cũng mong cổ bình an. Đây là tình yêu để dành cho cổ, không oán không hận. Được, Du Quý, đại ca ủng hộ đệ. Có việc gì cần huynh đi làm, cứ việc nói ra đi. Ta đại ca. Phải làm phiền huynh giúp đệ đi chuẩn bị những thứ để mà lập pháp đàn. Được, huynh sẽ đi mua ngay. Đệ mau về nghĩa trang chăm sóc Liên Tỏa đi, ngày mai chúng ta hẹn gặp mặt ở đây. Đại ca, huynh và Tú Cầm gần đây có ổn hay không? Hôm đó cổ ở nghĩa trang nhìn thấy để dùng tính mạng để cứu Liên Tỏa, về nhà rồi thường hay ngồi ngơ người, có đôi lúc cả một hai canh giờ cũng không nói một câu. Huynh nghĩ chắc cổ thấy đau tận tim gan rồi. Hãy cho cổ thêm chút thời gian, cổ sẽ hiểu ra thôi mà. Cũng mong là vậy. Ta đi đây. Du thừa, huynh cầm túi lớn túi nhỏ tính đi làm gì vậy? Con của Lý Đại Ma nhà bên đột nhiên qua đời, thấy bà ta lớn tuổi, còn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, huynh mới giúp bà ta mua chút đồ cúng, ngày mai tới thăm dự tang lễ con bà ta. Lý Đại Ma? Sao muội chưa từng nghe huynh nhắc tới người này? Là lúc huynh làm dịch sử quen biết bà ta, không có gì quan trọng hết, huynh không nói với muội, huynh đem đồ vô trước. Ê nè. Chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Theo yêu cầu của đệ đã mua đủ hết rồi. Pháp đàn chuẩn bị sao rồi? Đều xong rồi. Tối hôm nay là đêm trăng tròn, tất cả thành bại phải xem hôm nay. Du quý, có cần đại ca tới nghĩa trang cùng đệ không? Không cần đâu. Khương Bất Quần cố tình nhắc nhở đệ, pháp đàn của hôm nay ngoài trừ ông ấy, Liên Tỏa và đệ, không được có người khác làm phiền ông ấy làm phép. Nếu không thì Liên Tỏa cô sẽ lập tức hồn bay phách tán, tan thành mây khói, mãi mãi không được siêu thoát. Vậy được rồi, tối nay phải hết sức cẩn thận. Để đi trước đây. Được. Thì ra Liên Tỏa là một ma nữ. Cái gì? Cô nói Liên Tỏa thật ra là ma nữ sao? Phải, tôi nghe rất rõ ràng. Sau khi Liên Tỏa đấu với Chu Trinh, cô đã bị thương nặng, cô đã luôn trốn tránh. Sáng sớm hôm nay Dư Quý đã mua rất nhiều đồ để cúng tế, chính là vì muốn làm phép để trị thương cho cổ. Hèn chi,
từ sau khi tôi trở về, cứ cảm thấy cũng như bị biến thành một người khác vậy, ngoại trừ thích ngủ ngày hay đi đêm. Còn rất là sợ bị ánh nắng chiếu vào người nữa. Quỳnh tính làm sao đi? Chính là người phụ nữ đó khiến tôi bị mất một ngón tay. Mặc kệ cổ là ma hay là người, tôi tuyệt đối không tha cho cổ. Tiểu Thông, con ra cửa lớn phụ trách canh chừng, một khi có chuyện gì đó lập tức quay lại nói cho ta biết. Vậy mẹ phải cẩn thận nha. Tiểu Thông, mẹ không có sao đâu, nhưng còn con nhất định phải cẩn thận. Hai người phải nhớ thật kỹ, lát nữa bất luận gặp phải chuyện gì hay là nhìn thấy cái gì, đừng bao giờ động đậy. Nếu như hai người cảm thấy sợ hãi thì lập tức nhắm mắt của hai người lại.